Thân mến, đây là cái hệ thống tưới phun mù tự nhiên của Ofred. Nó tạo ra một cái lượng mưa rất là tự nhiên. Và cái diện tích phủ của cái hệ thống tưới này nó là khoảng độ 2,5 m cho một vòi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Và như vậy thì ví dụ như một thùng này, hai cái thùng này là 6 thùng, chúng ta chỉ cần đi một cái đường vòi giữa này và nó sẽ phủ hết xung quanh. Và lưu ý, nhưng mà đối với những cái cây mà nó đã lớn như này, đấy, nó sẽ cao như này, thì cái lá nó sẽ tự nhiên nó chìa ra, nó sẽ hút tất cả những cái nước vào phía trong gốc của nó. Nhưng tuy nhiên nó cũng đồng thời nó cũng hất một phần nước ra ngoài. Cho nên cái lượng nước tưới khi mà cái cây này nó lớn thì nó phải lớn hơn là lúc mà nó còn nhỏ. Đấy. Nên các bạn lưu ý điều chỉnh, nếu mà hệ thống tưới thụ động, chúng ta lưu ý điều chỉnh cái lượng lưu lượng nước tưới nhiều hơn, vân vân. Còn đối với những cái hệ thống tưới mà thông minh thì nó tất nhiên chi phí đắt hơn, nhưng mà nó sẽ hiệu quả hơn và chính xác hơn. Đây là những cái luống cải mường Hồng Mai đã được khoảng 3 tuần đấy các bạn, và chúng ta hoàn toàn có thể ăn được. Và cái thời tiết này thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta trồng cải mường Hồng Mai thì thứ nhất là nó rất là ngon. Cái thời điểm từ 2 đến 3 tuần ấy, như thế này là chúng ta thu hoạch rồi, và chúng ta phải tỉa đi, phải nhổ tỉa bớt đi để cho những cái cây còn lại nó lớn hơn. Và khi tại thời điểm 4 tuần thì trong cái thùng này nó còn khoảng 20 cây là được. Còn đây nó là hàng trăm cây trên một thùng.